Chờ nhé, nó khá cặn nghe. Điện thoại anh có cần thân đây không? Cảm ơn, cảm giác coi nó ngắn. Nóng con người. Thanh này, dữ à, không dạ quá, đi mua bún cái đệ măng, mua măng, bún, tiền này, cần tiền mình có tiền. Nói mẹ đẩy đi. Không có nhớ mà. Con này cũng đang bớt. Béo, mày đòi tầm bổ cho anh mà không béo trời. Ôi trời ơi, cân nè, bà bị ngon. Chưa nhà họ bán cái máy làm đông đấy. À, anh lấy 100. Đúng anh nghĩ thần thích chăm việc chứ mà, cái nhà này còn nghe mà lại không thích ăn. Ta còn mấy con còi tôi không để lại đâu ăn. Thấy bắt thì thấy nó nhỏ quá đi. Bắt hai con dễ dễ thì coi chưa được hai cân, hai cân đúng tại xe cái móc của bánh xe móc cái lọc đi. Mẹ em muốn đi lọc mẹ. Mẹ đi rồi. Mình bắt đầu là nấu nhà rồi đấy. Một bún lá, bún bún. À, bún gì cũng được thì mẹ cái để cho nó. Nhưng mà có cái món củ như cái bài củ gì đó. 8:30 đến 9:00 là bắt đầu lên nhạc, 10:00 tắt. Giờ từ 4:00 5:30 tắt. Thì buôn nào ghé nào cũng được. Sao đá không phát bây giờ. Có đăng ký cho bạn Mỹ vào trong hoạt động này. Đúng nhiệt các thứ đây chúng mình đi cái gì nhỉ? Tây sơn đây là tây sơn đấy, hà tây đây.
nhà bác có tiền mà. Không, không. Vì chứ không à, chắc là thế sẽ ghi đó. Không. Thấy năm cũ là mình thằng con cóc à. Thằng thằng gì con cũng đang chuyển nha. Bằng. Bằng. Sáng lấy xin số điện thoại của ông thông gia. Ông thông gia cũng hay là đi xe con tôi. Đi nhà. Con ông qua làm đi mà lúc có xe riêng đấy. Xe riêng làm gì làm công ty có xe ra ngoài đấy không, nhưng bác không có xe riêng đây ra đấy rồi mà đi vào thì ít không có lấy mất 20-30 triệu bên đây nghe rõ đấy cười bố con nhà quay mà hai vợ chồng quay 2 tiếng hôm xong anh lại ở đi. Ngày tôi nghĩ cái tí không được mất rồi. Người cái cửa thì biết biết đây tiếp này. Đứng có dân nó lên tí. Trời ơi, điên đấy. Hôm bữa đó. Ngạc. Lâu nữa.
lượng bạn cho trong viên thuốc và không nữa nữa. Chung mất bò. Phết không? Uống vừa là nó nốt vừa mà gần hết nhá. Xong à, xong đi bánh nó vừa này. Bà nội con ăn chuối chua. Mai hả? Uống ra mà rồi. Mình nó chán thấy mình chua hết rồi. Mà nó lôi ra mà nó lôi cái thú nặng mấy là mà nó lôi xuống à. Lôi ra, nó lôi ra. Một lục giữa này. À một lục cái đấy. Đang còn cái thạch no
Đi xuống đây đi. Cô về chị đãi cháu. Cháu về cho
Trung Quốc. Bà đang có cơm á.
Thân đưa lúc mà đang sợ mấy đồng tiền ai chị Hồng đấy, Hồng nào, Hồng nhớ lên đấy, đi làm công nhật ngày 400 đấy. Bây giờ chị Vân không đi ngày 400 Vân bây giờ không bán hàng nữa không ạ, vì đi làm nghề mấy tháng hôm nay đi tháng 8 triệu đấy mà vừa trả lãi vừa trả lãi vay tiền lãi vay tiền lãi trả gì ba vay nữa ngày nào cũng phải đi thò tiền chứ nói mà con đồng cũng mơ mà nói em nó cũng vừa để cháu đi vắng rồi kiểu vừa họ đến thò tiền. Có vấn đề gì không bạn này? Sao đi đấy mẹ nào? Sao? Bạn này, sao mà bạn buồn đây nhỉ? Đây. Bạn. Bạn có biết con này con gì không? Không biết. Hả? Bạn biết con này con gì? Hả? Con gì đây? Này con này là con gì? Ôi. Ồ, ông nội này nhà sao ông nội lại bỏ con vịt vào đây rồi nhỉ? Nó đang chống hông, nó đang hỏi tôi. Không bông lá cái nào cho đi. Sao ông lại bỏ con vịt vào đây rồi? Thế sao ông mua vịt con ông trả nợ cho ông vay nhé? Ông vay sao ông mua vịt con ông trả cho nhé? Ông mua vịt con. Mua đấy cân vịt rất sản được nghe hả chỗ vịt con xin tư. Đây là đặt cái thinh đấy ông sợ tiết tươi thả tiết tươi không cho nuôi à, tại vì nó chạy lên bờ. Chạy lên cái bờ bờ hè mà thiết pha thay quần áo ấy. Sân luôn, không quay lại nó chạy vào sân nha. Ừ, cơ mà thiết pha họ ầm lên nhỉ. Thiết thế không à? Tiết mùi rồi, tiết mùi rồi. Tiết mùi rồi, tiết mùi rồi, tiết mùi rồi. Rồi nấu đông. Nhiệt. Đây vô nằm ở mua năm con thả này. Cái gì không phải mẹ sen là sao mẹ hà không phải mẹ sen là sao mẹ nào mẹ sen hả hả mẹ sen nào mẹ sao đây no 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 no
con đưa mẹ một phần quà nhé. Mẹ lại cho nó. Mẹ buộc lại cho được đẹp nó. Ừ, con đau cái nha, để mẹ đây đi lên kia để đem băng đầu nhé. Biểu ai nữa mà phải mua thêm cả vịt nữa nha. Thank you.
bê tông à, xi măng bây giờ không phải đâu bố cháu gì có mấy mấy thằng sắt nhỏ thôi, không phải sắt nhỏ sắt to, chỉ có không có sắt là phải nó vẫn xây nhà trước cứng mà đẹp gái cơ.
nhìn chết mẹ tôi đã bảo hát bài về mẹ đời đi, đi hát cái gì? Nhạc kia cũng như thế. Whoa!
nó hút lên. Lên. Thù thì đấy nó chim này không ăn được, chim này ăn mới dài vậy sao mình mời cả nó đã ngu rồi nó chưa ăn nó mềm mà nó ngon. Alo 51. Để đây 100% là ăn nhạc rồi. Bây giờ để đâu vậy? Chuyện của mẹ em á, chuyện ông cố cho con ngấu.
Mùi thị á mà lừa nó vậy nó không. Thôi mới được rồi, đi nữa vào nhà mẹ đủ tiền ra cho con chọn là tiền tờ nào. Con vẫn lấy tờ 50 nghìn đấy. Gió dính. Dạ nó vậy. Nếu vậy con vẫn lấy tờ 5 nghìn bố con đưa đấy. Đâu lấy máy nữa mà. Mẹ ơi, mẹ không nữa. Ôi. Uống nước đi đây này, mẹ vội này, lại đây đấy. Ôi. Con sâu ở dưới đất kìa. Ngồi lên đi con sâu ở dưới đất kìa. Lên. Con sâu. Nhưng mà ăn gì? Đó đi. Lên đây. Rửa hết ra. Còn nhưng mà ăn gì? Không. Cái gì anh nhỉ?
đi ăn. Đi hành. Đi hành. Cái rau hành. Hành cho ăn được không? Ăn được, ăn được hết. Quay lại góc rồi luôn. Đấy. Đây hành. Đây đây là rong biến à. Đây mẹ cho nó rong biến đúng không? Đúng rồi. Rong biến hôm bữa mình ăn mình quấn, thì quấn cơm mình ăn ấy, bữa nào mẹ mua cho con một gói nữa nhé. Con cùng 88 đi. Mình lắm đấy. Đấy mấy gì? Hạt nêm chín xu. Ôi. Cày quá. À, cày quá. Có cái ăn không? Có cái ăn được cái cây không? Heo, sườn heo. Ôi, nước bài nước muối bán nè. Bán mẹ tóc đi. Cà phê nè. Coca Cola nè. Tóc mai tóc muối bán nè. Nước lọc 4.900 đồng một ra. Cái này rẻ nè. Nước uống đến 5.000. Nước mình mua cả thùng có 3.000. Còn nước ở đây. Còn nước ở đây. Ở đây là gì? Trà ô long. Đây mà, bánh mà. Bánh KFC. Rau cải. Chưa là đồng cải bánh. 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 Bánh đây. Bánh đây. Bánh mà. Bánh. Cải đã. Cải đã. Đấy là bánh mà. Ta đi bánh đây một cái. Đây là thừa, đây là bánh. Đã ăn được cái gì, được cái chả chả. Muốn cái chục đậu trong trâu. Cay đâu? Đâu rồi con, quả này có gì nhá. Đỡ đi. Con này mà. Cà. Cà chua. Cay quá. Cay. Cay đó con, cái nào cay đó con. Cái nào cay đó. Đây. Đây, tôi thấy rồi. Còn đang còn nữa, đang còn nữa. Thấy không? Cái nào đang là kỹ rồi. Ở trong bát phở ạ. Kỹ rồi. Ở trong bát phở ạ. Thấy chưa? Thấy bát phở chưa? Bát phở. Bát phở to. Thấy, thấy gì chưa? Đúng. Ớt. 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 Ớt ngọt. Ớt cay á. Đi về đi. Chắc được đấy. Ok. Bye bye mọi người. Ok.